Tập 31. Nguy hiểm quá. Ca, hả? Sáng mai muội đưa huynh ra khỏi cung. Thời gian này huynh đừng vào cung nữa. Còn thù của chúng ta không trả à? Muội sẽ tìm cách khác. Tới nước này rồi, chúng ta và hoàng hậu không còn đường lui nữa. Bà ta không chết thì muội sẽ chết. Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đã lục soát hết trong cung, không phát hiện ra tung tích của thích khách. Đúng là kỳ lạ, hắn thoát rồi sao? Thích khách này chắc chắn thân thuộc đường lối trong cung, nếu không tuyệt đối không chạy thoát. À, Hồng đại nhân, trong phòng Hạ Lan công tử ngài đã lục soát chưa? Lục soát rồi, nhưng Hạ Lan công tử đang ở trong phòng của Ngụy Quốc phu nhân. Ngụy Quốc phu nhân đang bị bệnh, Hạ Lan công tử đang ở đó chăm sóc. Vậy còn phòng của Ngụy Quốc phu nhân đã lục soát chưa? Cũng rồi, nhưng mà không có phát hiện dấu hiệu nào khả nghi hết. Ngụy Quốc phu nhân thái độ cương quyết, nói là hoàng thượng trẫm tối qua tới thăm nàng ấy. Hoàng Nhi, dạ. Sao con lại nghĩ tới Mẫn Nguyệt và Mẫn Chi vậy? Không lẽ con có nghi ngờ gì bọn họ sao? Không có gì, Hoàng Nhi chỉ hỏi như vậy thôi. Theo trẫm thấy, Mẫn Chi làm việc tuy hơi hoang đường, nhưng hắn là một kẻ lãng tử, chỉ thích trêu ghẹo các cô nương xinh đẹp, chứ chưa to gan tới nỗi dám gây ra chuyện đại nghịch này. Còn về Mẫn Nguyệt thì chỉ là một cô bé thôi, không biết gì hết. Dạ, phụ hoàng vậy rất phải, Hoàng Nhi xin nhớ. Nếu hoàng thượng nói vậy rồi thì cứ như vậy đi. Hồng tướng quân, các người lùi xuống nghỉ ngơi đi. Dạ, mạc tướng tuân chỉ. Mẫn Nguyệt, nàng đỡ hơn chưa? Bây giờ nàng cảm thấy sao hả? Hoàng thượng, người có biết Mẫn Nguyệt bị mắc bệnh gì không? Nàng mắc bệnh gì? Hoàng thượng tới rồi, bệnh của Mẫn Nguyệt cũng đã khỏi luôn. Hoàng thượng nói đi, rốt cuộc là bệnh gì? Nàng đúng là... Hoàng thượng thiệt là xấu. Rõ ràng biết Mẫn Nguyệt mắc bệnh như vậy, còn không tới thăm Mẫn Nguyệt, bỏ rơi Mẫn Nguyệt một mình ở đây. Không phải trẫm bỏ rơi nàng. Mấy ngày nay trong cung xảy ra chuyện rất hệ trọng, trong lòng trẫm thấy rất rối. Đúng thật là... Vậy thì thích khách đó đã bị bắt rồi chứ? Vẫn chưa bắt được. Nói ra thì thật sự rất lạ. Một tên thích khách làm sao có thể đột nhập vào tẩm cung hoàng hậu, lại còn thoát ra an toàn. Trẫm thật sự cảm thấy rất lo. Mẫn Nguyệt không thích nhất là hoàng thượng nói cái gì, lo lắng và phiền não. Hoàng thượng à, ở lại nói chuyện với Mẫn Nguyệt đi. Được. Trẫm thích nhất là được ở bên cạnh nàng, nói chuyện với nàng. Vậy mà Mẫn Nguyệt cứ nghĩ, không biết mấy ngày nay hoàng thượng có buồn không? Hay là người dẫn Mẫn Nguyệt ra ngoài dạo chơi đi. Mẫn Nguyệt, nàng muốn đi đâu? Hoàng thượng hứa với thiếp trước đi, thiếp sẽ nói cho hoàng thượng biết ngay. Được, trẫm hứa với nàng trước. Hoàng thượng, người đúng là hoàng thượng cầu được ước thấy của Mẫn Nguyệt. Tên thích khách này, nếu như đã nhắm vào hoàng hậu nương nương, hơn nữa còn thân thuộc đường lối trong cung, phải lục soát cẩn thận. Nếu không, nếu thích khách vẫn còn trốn trong cung, hậu quả rất khó lường. Lục soát hết hoàng cung rồi, nhưng lại không có chút manh mối nào hết. Tiếp tục lục soát, ta cho rằng cũng không có kết quả khả quan đâu. Vậy hoàng hậu nương nương, ý người muốn nói là... Hoàng thượng ra lệnh cho Vũ Lâm quân tăng cường lục soát bảo vệ. Ta đoán là tạm thời tên thích khách này sẽ không hành động khinh suất. Nương nương, chẳng lẽ người bỏ qua vậy sao? Đương nhiên là không. Chỉ là trước mắt tình hình đang rất căng thẳng, quan viên các nơi lũ lượt tới Trường An, ta không muốn vì chuyện này gây ra phong ba không đáng, không có lợi cho ổn định triều chính. Thần hiểu rồi. Ý của nương nương là ngoài lỏng trong chặt, âm thầm gia tăng phòng bị. Phải. Ta cũng nghĩ ra một vài người.
Nói như vậy, trong lòng nương nương thật sự đã biết hết rồi. Ta muốn nhờ ngài chú ý hai người Hà Lan Mẫn Chi và Hà Lan Mẫn Nguyệt giùm ta một chút. Hai người đó, hai người đó là cháu ruột của hoàng hậu nương nương mà. Ta cũng chưa chắc chắn lắm. Đặc biệt là Hà Lan Mẫn Nguyệt, nếu cô ta xuất cung, ngài theo dõi hành tung của cô ta, xem cô ta qua lại với những ai. Nương nương suy nghĩ sâu xa. Bây giờ trong thành Trường An, quan viên khắp nơi đổ về, đã như có người mưu đồ bất chính, ngấm ngầm cấu kết, thì chuyện này quả là nghiêm trọng. Còn tình hình gì, ngài nhất định phải bẩm báo trực tiếp với ta. Ngay cả hoàng thượng ngài cũng không được nói. Ngài hiểu chưa? Đương nhiên, thần hiểu rõ ý nương nương mà. Thần cáo lui. À, mau đem đồ đạc các thứ vào trong đi, nhanh lên. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh nhẹn chút đi. Dạ, dạ. À, đại ca, huynh nhìn cái gì? Trường An, Trường An. Võ Duy Lương này lâu rồi chưa đặt chân tới Trường An. À, nhờ phúc của hoàng thượng Thái Sơn Phong Thiền, chúng ta mới có cơ hội để tới Trường An chứ. Giờ chúng ta đều là khách qua đường, đã tới rồi vẫn phải đi. Đại ca, huynh muốn nói gì vậy? Chúng ta đã làm quan ở ngoài mười mấy năm nay, không thể đợi chết và ở nơi quan du như vậy được. Tính ra thì chúng ta cũng là hoàng thân quốc thích, không ngờ lại rơi đến bước đường cùng ngày hôm nay, đúng là không đáng. Mấy người các ngươi mau lên cho ta. À, dạ, dạ, dạ. Đại ca. Đại ca, nếu không phải võ hoàng hậu muốn ép chết chúng ta có rơi vào bước đường ngày hôm nay hay không? Người phụ nữ này đúng là quá độc ác, đuổi bốn anh em chúng ta ra nơi biên ải xa xôi, còn hại nguyên sản Nguyên Khánh chết nơi đất khách quê người. Cô ta từng bước leo lên cao. Mối thù này, võ Hoài Viễn này nhất định phải trả. Trả thù à? Hoài Viễn, giờ cô ta là hoàng hậu, lại còn được ngồi ngang hàng với hoàng thượng. Chúng ta giờ chỉ là hai quan viên địa phương cỏn con, làm sao trả thù? Vậy thì... Lần này tới Trường An, thật không dễ dàng gì. Lần sau, còn không biết là tới khi nào. Hoài Viễn à, nói không chừng chúng ta cũng sẽ giống nguyên sản Nguyên Khánh chết nơi đất khách thôi. Ồ, đại ca, huynh đang nói gì vậy? Ta có một ý này. Chúng ta muốn trở mình là phải nương nhờ vào hoàng hậu. Nương nhờ cô ta hả? Nịnh nọt cô ta? Phải. Hai huynh đệ chúng ta vào cung cầu kiến, mong cô ta rủ lòng thương cảnh ngộ của chúng ta, biết đâu giữ chúng ta lại Trường An này. Kêu để cầu xin cô ta hả? Để làm không được. Hoài Viễn à, đại trưởng phu phải biết phân nặng nhẹ. Đệ không vì bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho người thân của đệ. Chẳng lẽ muốn họ cùng chúng ta chết giả ở nơi quan du đó sao? Được, đại ca, đệ nghe lời của huynh. Nhưng mà võ hoàng hậu có chịu để mắt đến chúng ta hay không? Cô ta là loại phụ nữ, chuyện gì cũng có thể làm. Có câu không đưa tay đánh người đang cười. Chúng ta cầu xin cô ta như vậy, ít nhất cô ta cũng nhận chúng ta là người thân. Vậy được, đại ca, ngày mai chúng ta vào cung cầu kiến. Tối hôm nay, thu dọn gọn gàng những hành lý đã mang tới, mang vào trong cung những thứ thượng hạng nhất. Sao lại như vậy chứ? Thật không ra gì mà. Nương nương, lần này là ai chọc giận người vậy? Còn ai ngoài hai đường huynh của ta, Võ Duy Lương, Võ Hoài Viễn, không chăm chỉ làm quan, ngược lại còn hà hiếp bá tánh, còn làm chuyện xấu nữa. Có chuyện này sao? Bọn họ đều là hoàng thân quốc thích mà. Cũng chính vì vậy mà cậy mình làm hoàng thân quốc thích, to gan làm bậy, khiến cho dân phẫn nộ. Ta đã nhận được nhiều tấu chương và tội họ như vậy rồi. Đứng lại. À, công công, tại hạ là huynh đệ của hoàng hậu nương nương, nay tới bái kiến hoàng hậu nương nương, phiền công công bẩm báo cho. À,
thì ra là huynh đệ của hoàng hậu nương nương tới à? Đúng vậy. Hay là như vậy đi, hai người xin chờ một chút, nô tài sẽ đi bẩm báo với nương nương. Hai vị chờ một chút nha. Đa tạ. Hai huynh đệ họ chắc là tới Trường An rồi, vậy thì tốt. Tấu chương dạch tội bọn họ cũng đã tới nơi rồi. Nương nương định sẽ làm thế nào? Nương nương, nương nương à, công công, nương nương, có chuyện tốt. Là chuyện tốt gì à Bảo? Nương nương, hai vị huynh đệ của người, không, phải là Ân Quốc Cửu Gia, bây giờ hai người đã tới rồi, bây giờ đang ở ngoài cung để đợi cầu kiến hoàng hậu nương nương người. Ta chưa tìm bọn họ đã dẫn xác tới nơi rồi. Dạ, nương nương à, Quốc Cửu Gia thật là khách sáo, mang theo rất là nhiều rương to, xem ra đều là để hiếu kính với nương nương. Người câm miệng cho ta, cái gì mà Quốc Cửu Gia chứ? Nương nương à, người sao lại như vậy? Đi nói với bọn họ, ta không gặp. Không gặp hả? Phải, không gặp. Dạ, nương nương. Tới rồi. Mau khiêng vào trong đi, mau. Phải, mang vào đi. Dừng lại. Ai cho các người mang vào trong hả? Công công à, nương nương người ấy. Nương nương nói rồi, người không muốn gặp các người. Công công à, có phải công công không nói với nương nương chúng tôi là? Tôi đã nói rất là rõ ràng, hai người đây là Quốc Cửu Gia, nhưng mà nương nương nói là không gặp, còn không mau đi. Đi thôi. Mẫn Nguyệt, ngay từ lần đầu tiên Trâm thấy nàng, Trâm đã bị nàng mê hoặc rồi. Lời hoàng thượng nói có phải thật không? Đương nhiên là thật rồi. Con người nàng chu đáo, dịu dàng, giống như mẹ nàng vậy. Nàng thông minh lanh lợi như vậy, lại giống di nương của nàng. Nàng có tất cả điểm tốt của mẹ và di nương của nàng, khiến cho Trâm say đắm. Hoàng thượng, người nghĩ Mẫn Nguyệt quá tốt rồi. Thực ra Mẫn Nguyệt không được như vậy đâu. Nàng đúng là tốt như vậy. Đúng là tốt như vậy. Nhưng mà hoàng thượng lúc nào cũng lén lén lút lút, chuyện gì cũng sợ di nương, thiếp không có chịu được đâu. Trẫm biết rồi. Mẫn Chi bị di nương đuổi ra khỏi cung nên nàng không vui. Nàng yên tâm đi Mẫn Nguyệt, đợi di nương của nàng bớt giận, trẫm sẽ triệu Mẫn Chi về cung, có chịu không? Hoàng hậu nương nương giá đâu? Làm sao đây, di nương tới rồi. Mẫn Nguyệt, nàng mau trốn vào đi. Sao hoàng tử lại sợ như vậy? Chút nữa trẫm giải thích với nàng sau, trong lúc này không để nàng ấy thấy nàng được. Đi mau lên, mau trốn vào trong đi. Mau lên, trốn vào trong đi, trốn cho kỹ đó. Nô tài cung hầu hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng đâu rồi? Hoàng thượng đang ở bên trong. Ngươi vào bẩm báo, ta có chuyện gấp muốn gặp hoàng thượng. Dạ. Hoàng hậu nương nương giá đâu? Hoàng thượng, nương nương tới rồi. Hoàng thượng sao vậy? Gần trưa rồi mà người chưa ngủ sao? Lúc này trẫm thấy hơi chóng mặt. Nhưng bây giờ đỡ hơn rồi. Lưu công công, ngươi hãy lui ra đi. Dạ. Mị nương, nàng tìm trẫm có chuyện gì? Mị nương mời hoàng thượng xem cái này. Đây là hai đường huynh của mị nương, là Võ Duy Lương, Võ Hoài Diễn làm quan ở biên ngoại, làm nhiều chuyện xấu, làm dân phẫn nộ. Mấy tấu chương này đều là dạch tội hai huynh đệ họ. Vậy mị nương định xử lý bọn họ ra sao? Lúc mị nương lên làm hoàng hậu đã viết một quyển sách là Phòng Họ Ngoại, hoàng thượng còn nhớ không? Nhớ chứ. Lúc đó trẫm cũng vừa đề bạt cho bốn huynh đệ Võ Duy Lương những chức quan, mị nương đã tấu với trẫm đưa bọn họ ra biên ải xa xôi. Chuyện này được cả triều đình ca tụng mà. Nhưng mà hai huynh đệ họ không những không làm gương mà còn gây nguy hại cho bá tánh hơn nữa. Nếu không nghiêm khắc trừng trị họ thì còn gì là hoàng quy?
Vậy mi nương, nàng tính làm gì hả? Bây giờ Võ Duy Lương, Võ Hòa Diện đã tới Trường An, cứ giao đại lý tự xử lý chuyện này. Trước tiên là giam lại, sau đó thẩm vấn cho rõ rồi định tội. Hoàng thượng cảm thấy như thế nào? Trẫm nghe theo lời mỹ nương. Quan viên khắp nơi tụ tập về Trường An, hãy nhân cơ hội này điều tra rõ ràng tội trạng của Võ Du Lương và Võ Hòa Diễn, lấy đó làm gương, cũng đồng thời đưa ra lời cảnh báo với mọi người. Mỹ nương, nàng suy nghĩ rất chu đáo. Trẫm đồng ý, cứ làm theo ý của mỹ nương đi. Vậy được, mỹ nương còn có việc, xin phép hoàng thượng đi trước. Mỹ nương, nàng đi làm đi. Người đi rồi, không sao đâu, đi rồi ha. Nhìn hoàng thượng run rẩy sợ hãi kìa. Trẫm đâu có sợ nàng ấy, thiệt thòi cho nàng rồi ha. Xin lỗi hoàng thượng, nhưng Mẫn Nguyệt cũng phải đi rồi. Mẫn Nguyệt. Mẫn Nguyệt, Mẫn Nguyệt, nè. Dân. Là Ngụy Quốc phu nhân, mời. Đúng là quá đáng mà. Dù sao chúng ta cũng là đại ca của cô ta, vậy mà cô ta không hề nể mặt chút nào. Đây không phải là vấn đề nể mặt hay không, ta có một dự cảm, lần này chúng ta lành ít dữ nhiều rồi đó, có biết chưa? Đại ca, sao huynh lại nói vậy? Ta nghe nói có người đã dâng tấu lên cho hoàng thượng, muốn vạch tội chúng ta kìa. Không lẽ những tấu chương đó đều rơi vào tay của hoàng hậu rồi hay sao? Còn phải nói nữa hay sao? Bây giờ dường như cô ta một tay lo hết triều chính. Người phụ nữ này ra tay rất là tàn độc. Cô ta có ra tay luôn với chúng ta không? Ta cũng nghĩ như vậy đó. Lần trước cô ta vô cớ đuổi chúng ta ra khỏi đây, còn lần này thì... Lão gia. Có chuyện gì? Lão gia, có một tiểu thư cầu kiến. Tiểu thư à? Là tiểu thư nào vậy? Hai vị cửu cửu không nhận ra Mẫn Nguyệt sao? Là Mẫn Nguyệt à? Mẫn Nguyệt. Đã lớn tới như vậy rồi sao? Mẫn Nguyệt bái kiến hai vị cửu cửu. Lúc nãy vị cô nương lên trên đó là để tìm ai vậy? Khách quan, chuyện của người khác tốt nhất là đừng có nên tìm. Thế nè, chuyển quầy à. Cứ giữ lấy mà dùng đi ha. Được, được mà. Là vậy, nó là vậy đó. Mẫn Nguyệt à, ta ở vùng xa nghe nói chuyện của mẹ con, bao nhiêu năm nay giờ mới về, trong lòng cửu cửu luôn cảm thấy rất ấy nấy. Nghe nói muội ấy được phong là Hàn Quốc phu nhân, thật là không có phúc phận. Hai vị cửu cửu, có biết vì sao mẹ của con lại chết không? Ta không biết, có phải là mắc bệnh gì không? Mẹ của con là bị hoàng hậu, muội muội ruột của người hại chết. Mẫn Nguyệt à, những lời này không thể nói bậy được. Con không nói bậy, là mẹ của con trước lúc lâm chung chính miệng nói cho con biết. Mẫn Nguyệt à, con chạy tới đây nói với chúng ta chuyện này là có ý gì đây? Vì con biết hoàng hậu là kẻ thù chung của ba chúng ta. Mẫn Nguyệt, hôm nay con tới là muốn gì hả? Con ra ngoài đi, ra ngoài. Cửu cửu không dám nghe những lời này,
là bởi vì cửu cửu sợ, có phải không? Mẫn Nguyệt à, đây là chuyện mất đầu đó. Một con bé giống như con, đừng có lôi huynh đệ chúng ta vào cuộc. Đúng vậy. Hơn nữa, ai mà biết lời con nói là thật hay giả chứ. Mẫn Nguyệt à, con do hoàng hậu phái tới có đúng không? Con với hoàng hậu không đội trời chung. Con hận bà ta không chết ngay cho rồi, sao lại do bà ta phái tới được? Hai vị cửu cửu, hai người xem thường Mẫn Nguyệt quá đi. Mẫn Nguyệt à, đi ra ngoài đi, đừng có nói nữa. Con đi cũng được, nhưng mà trước khi đi, con có điều này muốn nói với hai người. Được, là chuyện gì, mau nói đi. Hoàng hậu đã chuẩn bị khai đao với hai vị cửu cửu rồi. Có thật không vậy? Đương nhiên là thật. Hoàng hậu nhận được rất nhiều tấu chương, và tội của hai người, cậy mình là người hoàng thân quốc thích như thế nào, hà hiếp bá tánh, làm rất nhiều chuyện xấu. Quả nhiên. Đại ca, lần này huynh đã đoán trúng rồi. Làm sao mà con biết được hả? Lúc hoàng hậu bẩm báo chuyện này cho hoàng thượng biết, con đã ở bên cạnh hoàng thượng. Con còn nghe được cái gì nữa? Hoàng hậu nói sẽ bắt hai người vào đại lao trước, rồi giao đại lý tự thẩm vấn. Võ Mỹ Nương, cô ta đúng là tàn độc mà. Độc ác sao? Còn ở phía sau đó. Mẫn Nguyệt, nói tiếp đi. Thực ra hoàng hậu thu xếp xong rồi, để giam hai người vào đại lao, sẽ sử dụng đại hình ép hai người phải khai hết tất cả mọi chuyện. Nếu như không khai, sẽ cho hai người ở trong đại lao. Cho thế nào hả? Còn như thế nào nữa? Chết hết. Sau khi giết hai người rồi, hoàng hậu sẽ triệu tập quan viên tới Trường An này, công khai dạch trần tội lỗi của hai người, lấy đó làm gương, dành quy danh cho mình. Đúng lắm, người phụ nữ này chắc chắn sẽ làm như vậy mà. Bây giờ hai vị cửu cửu đã tin chưa? Mẫn Nguyệt à, hai vị cửu cửu đây trách nhầm con rồi. Con bỏ qua cho nha. Mẫn Nguyệt à, cửu cửu đã thả con. Không cần đâu, hai vị cửu cửu muốn giữ tính mạng. Mẫn Nguyệt có một kế này. Là kế gì? Mẫn Nguyệt nghĩ là hai vị cửu cửu đãi tiệc ở Dinh Quốc Phủ, mời hoàng hậu tới, sau đó ở phòng bên cạnh phòng đãi tiệc cho sát thủ mai phục. Làm như vậy có nghĩa là giết hoàng hậu, không phải là quá to gan rồi hay sao? Đúng vậy. Mẫn Nguyệt à, có muốn đẩy hai huynh đệ ta vào chỗ chết hay sao đây? Hai vị cửu cửu đừng nóng vội, Mẫn Nguyệt tự biết tính toán. Trong lúc bữa tiệc diễn ra, hai người có thể cho thuộc hạ đáng tin cậy phóng hỏa hậu diện. Chỉ cần ngọn lửa đó cháy bùng lên, hoàng hậu chắc chắn sợ hãi chạy ra. Sau đó, các sát thủ xông vào chém giết, giết chết cả hoàng hậu và bọn thuộc hạ. Tốt nhất là cả Dinh Quốc Phủ đều bị thiêu trụi trong biển lửa. Mẫn Nguyệt à, kế sách này của con có phải là quá ác độc hay không? Không độc ác, chắc chắn không giết được hoàng hậu. Hai vị cửu cửu thử nghĩ xem, không lẽ hai người đã nghĩ ra được cách nào khác có thể giết được hoàng hậu sao? Ngươi thực sự nhìn thấy rõ Ngụy Quốc phu nhân đi tới đó gặp Võ Duy Lương và Võ Hoài Diễn? Tiểu nhân nhìn thấy rất rõ ràng, Ngụy Quốc phu nhân đi vào quán trọ, tiểu nhân liền hỏi trưởng quầy ở đó, tuyệt đối không có sai đâu. Trong chuyện này có điều khó hiểu đây. Ngụy Quốc phu nhân ở lại quán trọ đó một thời gian rất là lâu, sau đó mới rời khỏi quán trọ. Hả? Về cung sao? Không, trở về Dinh Quốc Phủ. Về Dinh Quốc Phủ? Dinh Quốc Phủ. Vậy đi, ngươi quay về Dinh Quốc Phủ dò la, xem cô ta còn gặp ai nữa. Dạ. Mẫn Nguyệt, Quỳnh lại đi đâu uống rượu vậy? Sao muội về đây? Có phải là hoàng hậu muốn đuổi muội ra khỏi cung không? Quỳnh nói bậy gì đây? Quỳnh vô dụng như vậy, còn muốn trả thù cho mẹ. Quỳnh vô dụng, vậy muội trả thù đi. Muội đừng có tỏ vẻ trước mặt của Quỳnh nữa. Quỳnh đã nghe lời của muội, suýt nữa mất mạng luôn rồi. Ca, sao Quỳnh lại nói như vậy được? Quỳnh không muốn trả thù sao? Không phải là Quỳnh không muốn, bây giờ Quỳnh còn không được bước vào trong cung, làm sao giết bà ta đây? Lần này không cần Quỳnh bước vào cung cũng giết được bà ta. Muội lại bày trò gì nữa đây? Hai vị cửu cửu của chúng ta về rồi. Cửu cửu? Ý của muội là
Võ Duy Lương và Võ Huệ Diễn. Lúc mẹ chúng ta còn sống, họ đã nhiều lần ức hiếp mẹ. Sao muội lại cùng phe với họ chứ? Chỉ cần giết được hoàng hậu, muội có thể cùng phe với bất cứ ai. Họ cũng muốn giết Võ hoàng hậu. Phải, muội đã thuyết phục được hai người họ. Ngày mai mời bà ngoại ra mặt, rồi mời hoàng hậu về phủ đãi tiệc. Sau đó tùy cơ động thủ. Động thủ ngay trong nhà? Tất cả mọi người đều bị liên lụy. Huynh yên tâm, đương kim hoàng hậu đã chết thì muội chính là hoàng hậu, hoàng thượng sẽ không làm gì chúng ta được. Vậy muội muốn huynh là cái gì đây? Trước hết huynh phụ hai vị cửu cửu thuyết phục bà ngoại để người vào cung mời tiệc hoàng hậu. Còn những chuyện khác hai vị cửu cửu sẽ tự làm lấy. Vậy thì dễ thôi, cứ để đó cho huynh đi. Chỉ cần hoàng hậu bước vào phủ, bà ta sẽ mất mạng. Bẩm nương nương, Quý quốc phu nhân đi vào khách điếm, gặp Võ Duy Lương và Võ Hoài Diễn để nói chuyện. Còn việc nói chuyện gì thì thân không được rõ. Nha đầu này, xem ra không đợi được nữa rồi, sắp ra tay. Nương nương, ý người muốn nói là Quý quốc phu nhân, Võ Duy Lương và Võ Hoài Diễn cấu kết với nhau? Bây giờ Võ Duy Lương, Võ Hoài Diễn đã tới Trường An. Cứ giao đại lý tự xử lý chuyện này. Trước tiên là giam lại, sau đó thẩm vấn cho rõ rồi định tội. Trẫm nghe theo mệnh nương. Quan viên khắp nơi tụ tập về Trường An, hãy nhân cơ hội này điều tra rõ tội trạng của Võ Duy Lương và Võ Hoài Diễn, lấy đó làm gương, cũng đồng thời đưa ra lời cảnh báo với mọi người. Trẫm đồng ý, cứ làm theo ý của mệnh nương đi. Hôm đó, lúc ta đến dâng tấu chương xin hoàng thượng trị tội hai huynh đệ Võ Duy Lương, Võ Hoài Diễn, chắc chắn đã để Hạ Lan Mẫn Nguyệt nghe thấy. Xem ra huynh đệ Võ Duy Lương, Võ Hoài Diễn cũng rất muốn ra tay. Vậy nương nương, sau này người cũng phải thật cẩn thận đó. Cứ vậy đi. Sau đó Hạ Lan Mẫn Nguyệt còn đi tới nơi nào khác nữa không? Cô ta lại đi tới Vinh Quốc Phủ. Bây giờ chắc là đã về cung rồi. À, ta lại biết rồi. Đúng là một kế hay. Bọn chúng muốn ra tay ở Vinh Quốc Phủ. Vậy nương nương à, người đừng bao giờ về Vinh Quốc Phủ, đề phòng vẫn hay hơn. Không, ta lại muốn xem thử có phải bọn chúng thật sự to gan tới vậy không, dám ra tay trước mặt ta. Các người khách sáo quá rồi. Ta biết hôm nay các người đến đây tìm ta chắc chắn là có chuyện gì đó. Không có chuyện gì mà qua mắt được lão phu nhân người. Đúng vậy, hai huynh đệ tôi hôm nay có chuyện muốn xin phu nhân giúp đỡ đó. Nói đi, đều là người một nhà mà. Là như vậy, tôi và Hoài Diễn làm quan cũng lâu lắm rồi, không dám quên ân huệ của hoàng hậu nương nương, nên muốn bày tiệc để tiếp đãi hoàng hậu nương nương vậy mà. Đúng vậy, đúng vậy. Tâm ý của các ngươi thì tốt, nhưng mị nương lại là hoàng hậu, muốn mời xuất cung dự tiệc thật sự cũng không tiện lắm. Bà ngoại à, hay là để hai vị cửu cửu đãi tiệc ở Vinh Quốc Phủ của chúng ta, sau đó mời hoàng hậu di nương tới, chắc chắn di nương sẽ tới mà. Tiểu tử con đó, đưa ra ý kiến cũng không tệ. Nhưng mà mị nương, lo chuyện triều chính cho hoàng thượng. Sắp tới là phải đi Thái Sơn, tiến hành đại lễ phong triều rồi. Không biết có thể... Bà ngoại đích thân ra mặt, hoàng hậu di nương có thể từ chối sao? Lão phu nhân, hôm nay Duy Lương xin tạ tội với lão phu nhân. Trước đây mấy huynh đệ chúng tôi không hiểu chuyện, cũng từng đắc tội với lão phu nhân người. Hoàng hậu nương nương cũng ghi nhớ chuyện này trong lòng, cho nên tôi và Hoài Diễn cảm thấy áy náy trong lòng rất nhiều. Muốn mượn cơ hội lần này, một là để cả nhà gặp mặt nhau, hai là
gặp hoàng hậu nương nương để mà xin lỗi. Xin hoàng hậu nương nương tha tội cho. Duy Lương, Hoài Diễn, ý tốt của các ngươi ta thật sự không thể không nhận. Tốt quá rồi bà ngoại à. Có người ra tay, chắc chắn hoàng hậu Duy Nương sẽ tới. Được rồi. Cứ để cho lão phu nhân ta thay mặt các người đến hoàng cung một chuyến, nói với hoàng hậu nương nương tới đây dự tiệc. Mọi người đều là họ Võ, coi như là người một nhà hết. Đà lão phu nhân. Lão Võ, đứng lại đi. Mau lên. Thái Bình, chạy chậm thôi con. Mẫu hậu, hôm nay đám người dẫn con ra ngoài cung chơi đi, con ở trong cung chán quá. Trời ơi, xin lỗi Thái Bình, mẫu hậu con bận quá. Mấy ngày nữa ta và phụ hoàng vẫn còn tới Thái Sơn chơi được không? Con muốn đi Thái Sơn, cũng muốn ra hoàng cung chơi. Mọi người đều nói Trường An phồn hoa lắm đó. Thái Bình à, tối mai bà ngoại vẫn còn tới nhà của bà ngoại gặp gỡ hai vị cứu cứu có được không? Cứu cứu? Mẫu hậu à, con có cứu cứu sao? Con có cứu cứu mà, nhưng mà lâu rồi ta cũng chưa gặp bọn họ. Sau này sẽ thường xuyên gặp nhau mà. Mẹ, có chuyện gì sao? Duy Lương và Hoài Diễn đã tới gặp ta, còn tặng ta lễ vật rất lớn. Bọn họ còn nói muốn ngày mai đãi tiệc ở dinh quốc phủ, mời người đến đó chiêu đãi tạ lỗi với nương nương. Dự tiệc? Không biết bọn họ có ý đồ gì. Mị nương, người cũng đã trừng phạt bọn họ rồi. Những chuyện trước đây cũng đã qua lâu lắm rồi. Hơn nữa bọn họ cũng là đường huynh của người mà. Chúng ta là người một nhà chấp nhất làm gì chứ. Họ muốn gặp con là có chuyện gì? Đúng là ta giúp họ. Ta thấy bọn họ chịu sự trừng phạt của con rồi, cũng đã biết thân biết phận mình rồi. Mị nương, ta xin người nể mặt ta, tối mai đến một chuyến đi ha. Mẫu hậu, đi đi, vẫn còn đi cùng với. Biết rồi, nghe đầu ngốc. Vẫn là Thái Bình hiểu chuyện. Gia đình đoàn tụ cùng nhau dùng một bữa cơm thân mật. Tối ngày mai khó khăn lắm mọi người mới có cơ hội tụ họp, dẫn Thái Bình tới đó chơi một chuyến cũng tốt. Mẹ, nhớ năm xưa chúng ta đã vì bọn họ mà chịu khổ, mẹ đã quên hết rồi sao? Sao ta có thể quên chứ. Nhưng mà mị nương, người cũng đã trừng phạt bọn họ rồi, tới dùng ngoại ô hơn 10 năm. Hơn nữa bọn họ cũng đã biết hối cải, lãng tử quay đầu, quý hơn ngàn vàng. Cũng mong bọn họ thật sự là lãng tử quay đầu. Mấy năm nay, bao nhiêu sóng gió trong hoàng cung con đều trải qua rồi, nên không có gì phải sợ hết. Được rồi, tối ngày mai đi ăn cơm. Cũng mong bọn họ thật lòng thành tâm nhận lỗi. Mị nương, con đồng ý rồi sao? Như vậy đi, chúng ta mời hoàng thượng tới đó ăn cơm luôn. Ôi trời ơi, vậy thì tốt quá. Nếu được như vậy thì ta càng nở mày nở mặt rồi. Mị nương, vậy bây giờ chúng ta đi mời hoàng thượng đi. Đúng đó mẫu hậu, chúng ta cùng nhau đi mời phụ hoàng đi. 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 Hoàng thượng, người còn nhớ chuyện người hứa với Mẫn Nguyệt không? Chuyện gì vậy? Thì ra ngoài chơi. Hoàng thượng, người nói dẫn Mẫn Nguyệt ra ngoài chơi mà. Từ khi Mẫn Nguyệt vào cung tới giờ chưa ra khỏi hoàng cung một lần nào. Ý của nàng là muốn trẫm đưa nàng xuất cung di hành thị chúng sao? Muốn thì muốn vậy, nhưng sợ hoàng hậu nương nương biết được sẽ không vui. Mẫn Nguyệt, mỹ nương đã rộng lượng lắm rồi. Rộng lượng cái gì? Tới bây giờ thiếp vẫn không là gì hết. Mẫn Nguyệt, chuyện này á, trẫm đã nói với nàng rồi. Trẫm không thể để cho mỹ nương tổn thương nữa. Nàng ráng đợi nữa đi. Đợi à? E là qua tối ngày mai rồi, không cần sợ bà ta nữa. Cái gì không sợ bà ta? Mẫn Nguyệt, hả? Nàng nói gì vậy? Không có, ý Mẫn Nguyệt muốn nói hoàng hậu là di nương của thiếp, nếu như hoàng thượng không dám lên tiếng nói với bà, lúc đó thiếp đích thân nói với bà ấy. Nàng nói với mỹ nương sao? Không được đâu Mẫn Nguyệt à, tính khí của mỹ nương không phải nàng không biết, nàng sẽ làm cho mọi chuyện tệ hơn. Được rồi Mẫn Nguyệt, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi. Bây giờ Mẫn Nguyệt nghe lời hoàng thượng.
Mẫn Nguyệt ngoan lắm. Trẫm rất thích bộ dạng yếu ớt dựa dẫm người khác của nàng. Ê, Hoàng thượng à, nếu như Mẫn Nguyệt có làm sai chuyện gì thì người có tha thứ cho Mẫn Nguyệt hay không? Tất nhiên tha rồi. Mẫn Nguyệt, cho dù nàng làm sai chuyện gì, trẫm cũng tha tội cho nàng. Hoàng thượng, người nói thật chứ? Quân bất hí ngôn mà, hả? Lời trẫm nói tất nhiên là thật rồi. Hoàng hậu nương nương giá đạo, Dinh quốc phu nhân giá đạo. Hoàng hậu và bà tới rồi. Đi thôi, chúng ta ra đón họ đi. Phu hoàng, bà tới rồi. Ý, Thái Bình. À, lão phu nhân tới rồi. Mẫn Nguyệt cũng ở đây sao? Mẫn Nguyệt bái kiến hoàng hậu nương nương. Bà ngoại. Hoàng thượng. Hả? Hai ca ca của mị nương, Võ Duy Lương, Võ Hoài Diễn, bọn họ cảm tạ hoàng thượng long ân. Tối ngày mai đãi tiệc ở nhà, mời thiếp và hoàng thượng cùng nhau về nhà dự tiệc. Mị nương, không phải nàng nói hai huynh đệ đó của nàng? Phải. Trước đây bọn họ đã phạm phải một số lỗi, nhưng bây giờ bọn họ đã biết lỗi rồi, muốn mời hoàng thượng tới đó để đích thân nhận lỗi. Hơi, e là chuyện này không ổn đâu. Hoàng thượng, đều là người một nhà mà, có chuyện gì gặp nhau cứ nói thẳng thắn. Đúng đó. Hoàng thượng à, họ cũng là cửu cửu của thiếp. Nếu như hoàng thượng muốn trách phạt họ, sao không tới đó nghe thử họ muốn nói gì với hoàng thượng? À, thì ra mọi người đều có ý này sao? Phụ hoàng, còn có con nữa, con cũng muốn cùng phụ hoàng mẫu hậu tới đó chơi. Được, phụ hoàng nghe lời công chúa điện hạ, cung kính chi bằng tuân mệnh. Cứ quyết định vậy đi. Mẹ. Hả? Mẹ về nói với hai ca ca, tối ngày mai, con và hoàng thượng và cả Mẫn Nguyệt, Thái Bình cùng nhau về nhà dự tiệc. Tốt quá. Tốt quá trời. Đại ca, tốt quá rồi. Lão phu nhân vừa sai người tới báo, tối ngày mai Võ hoàng hậu và hoàng thượng cùng nhau tới dự tiệc. Yến tiệc tối mai chính là một trận chiến sinh tử. Hoài Diễn, hai huynh đệ chúng ta phải làm ra đại sự kinh thiên động địa thì mới được. Phải giết Võ hoàng hậu đó, cho dù chúng ta có chết cũng đáng mà. Mối thù mười mấy năm nay cuối cùng cũng sắp trả được. Nguyên Sản và Nguyên Khánh dưới suối vàng mà biết, chắc cũng cảm thấy an ủi. Đại ca, huynh đã nghĩ ra cách nào để giết được bà ta chưa? Cách à? Huynh đã nghĩ ra rất lâu rồi. Chắc chắn là không có vấn đề. Tối mai chỉ sợ bà ta không tới. Nếu bà ta mà tới, ta sẽ để bà ta sập bẫy, chết rất thê thảm. Nhưng mà đại ca... Nhưng mà cái gì hả? Nhưng dù sao, bà ta cũng là hoàng hậu, chết trong bữa tiệc của chúng ta, thì tính mạng của cả nhà chúng ta sẽ không giữ được. Hơn nữa, còn có hoàng thượng nữa. Điều này để không cần sợ. Quynh đã sắp xếp hết rồi. Tâm phúc của Quynh đồng phát, đồng ý đứng ra chịu trách nhiệm này. Đại ca, già nội đó có đáng tin hay không? Đồng phát đó chắc chắn không có vấn đề. Hắn vốn là thân thích của Hàn Dương gia. Vì Hàn Dương mưu phản nên bị liên lụy, cả nhà hắn đều chết rất thê thảm. Hắn may mắn thoát chết, từ đó về sau luôn muốn giết chết Võ hoàng hậu này để trả mối thù diệt gia. Được, đại ca suy nghĩ thật chu đáo, cứ làm theo cách của đại ca. Mà không, Quynh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cách của Mẫn Nguyệt vô cùng mạo hiểm. Hoàng thượng và hoàng hậu giá đáo sẽ có đội ngũ Long quân theo cùng. Nếu mà chúng ta mai phục sẵn ở trong phòng khách, e là chúng ta chưa kịp ra tay, sự việc đã bị bại lộ rồi. Dạ đúng đó đại ca, lời của Mẫn Nguyệt đó nói không thể tin hết được. Cho nên, chúng ta chuẩn bị thay đổi cách khác, khiến thần không biết, quỷ không hay. Là cách gì vậy? Hạ độc, giết chết bà ta. Hồng tướng quân, ta có một chuyện muốn nhờ ngài. Xin hoàng hậu nương nương cứ dặn dò, Mạc tướng sẽ cố gắng hết sức. Tối ngày mai, ta và hoàng thượng sẽ tới Dinh Quốc Phủ tham gia yến tiệc của huynh đệ Võ Duy Lương và Võ Hoài Diện. Mạc tướng hiểu rồi. Trên đường đi sẽ có nhân mã của Mạc tướng hộ giá. Ý của ta là nguy hiểm không ở trên đường mà chính là ở trong nhà. Vậy sao? Vậy ý của nương nương đó là... Võ Duy Lương và cả Võ Hoài Diện giả tầm rất lớn, chắc chắn sẽ giở trò trong yến tiệc tối mai. Ta lệnh ngài dẫn theo một đội ngũ Long quân mai phục ở ngoài phòng khách.
Nếu như có động tĩnh gì, lập tức vào trong cứu giá. Xin nương nương cứ yên tâm. Có loạn thần tặc tử dám động vào một sợi tóc của hoàng hậu hoàng thượng, mặt tướng chặt hắn ra làm trăm mảnh. Đa tạ Hồng tướng quân. Ngài coi về chuẩn bị đi. Nhớ là tất cả phải bí mật sắp xếp, không được để lại một dấu vết nào. Dạ, mặt tướng lãnh chỉ. Ê, treo đèn lồng cho chắc vào. À, dạ, dạ, dạ. Nhớ cột dây chặt đó. Đừng có để rớt xuống, ta chém đầu các ngươi có biết chưa? Đây là bảo bối mà, ngươi cầm phải cẩn thận một chút. Đại ca, qua đây một chút đi. Để tới đây làm gì? Quynh đi theo đệ, để muốn nói chuyện tối nay với đại ca một lần nữa. Đi. Đại ca, chuyện tối nay thật sự quan trọng, chỉ được thành công không được thất bại. Nếu như thất bại, hậu quả sẽ khó lường. Chỉ sợ thê thiếp và con cái của chúng ta đều sẽ bị mất mạng hết đó. Võ hoàng hậu đồng ý tới đây rồi, chúng ta phải cố hết sức mà làm. Bà ta cũng là người. Huynh không tin là bà ta uống thuốc độc của huynh mà vẫn không chết. Hy vọng là như vậy. Sao vậy? Để sợ rồi à? Muốn rút lui sao? Không, không, không. Để sẽ không rút lui đâu. Để đừng có quên là bao nhiêu năm nay chúng ta chịu cực khổ, chịu sự trừng phạt như thế nào đều do một tay võ hoàng hậu đó gây ra. Và để cũng đừng có quên Nguyên Sản và Nguyên Khánh đã phải chết như thế nào. Để biết rồi, để sẽ không quên mối thù này đâu. Còn nữa, nếu chúng ta không giết chết bà ta thì bà ta cũng sẽ giết chúng ta. Dù sao cũng phải chết thì đành liều thôi. Không phải để muốn nói chuyện này, mà để muốn nói là lời của nha đầu Mẫn Nguyệt đó có đáng tin hay không. Xem ra thì nha đầu Mẫn Nguyệt đó có giả tâm rất lớn. Nếu như cô ta muốn làm hoàng hậu sau khi thành công, chắc chắn không để chúng ta vào chỗ chết. Còn nữa, có đồng phát gánh trách nhiệm giùm chúng ta, hoàng thượng chưa chắc bắt tội hai chúng ta đâu. Đúng, sau khi thành công chúng ta sẽ giết chết đồng phạt đó. Người chết cũng không lên tiếng được. Như vậy bọn họ cũng không thể nghi ngờ huynh đệ của chúng ta.